Toàn ni ra cúc cung ni bái tất cả bái ba bái duy hữu Việt Nam quốc thái nguyên ni tình phổ yên ni thị xã trung nghi thành phường kim tỉnh thôn này kinh thỉnh vong linh hương hồn nề cha là lễ duy đỗ này cha hưởng thọ 79 tuổi cung tiến tạp bản phủ lưu hương đăng đẳng vật nhất tâm đỉnh lễ nhị bái cam chiêu nơi cáo vong hồn cha thọ duy thượng hương sắc sắc nghi không không luân hồi đã định thương người đoạn chính cần kiệm củ lao xong gửi thác về đời người sao tránh nghi ngoài cha ơi ai đỡ đẻ giường mà không chiêu lạnh anh thai dương nay chiêu đỉnh trường mà sơn mấy ai gặp cánh u buồn thuyền bát nhã tam quy đón rước nghi hà mà sạch mùi tục vị vui cảnh bồng lai nay cõi thọ cha quay về để lại cho vợ con anh em các cháu trăm thương ngàn nhớ cha ơi nhớ cha mà thuở trước trong tuổi xuân xanh ơn mẹ cha đạo cá sinh thành đêm ngày dạy dỗ đường ăn lẽ ở việc cửa việc nhà cha lo bề nghi thức nghi ra cho sum họp chúc mai mây đoá nay bùi ngồi cam cảnh hai hàng nước mắt của vợ con anh em các cháu đầm đầm nhớ nơi ăn trốn ở giường nằm như cắt ruột sắt lòng nghề cho vợ con anh em các cháu trên trần là thế nay mấy dòng kể lẻ chiêu hồn nề cha về than thở nguồn cơn cầu ánh linh phù ngộ độ trì cầu thần Phật A Di Đà tiếp dẫn linh hồn nề cho cha siêu thoát ni hà châm mi tiêu xin mời các bác con trai lên đại diện để rót ba tuần rượu để mời cha nhật nhân ni tuần là tuần ni con gió con đi gió chén ni rượu tiên cha ơi là hỡi cha ơi mà để các con đi đền ơn đi đền ơn công sinh thành hỡi cha nhị tuần là tuần ni con giót ni con ni giót giót chén rượu đào cha ơi là ơi cha ơi mà để cho chén ni nào chén nào vẫn ni nguyên là hỡi cha tam mi tuần nề tam tuần nề con rót ni con ni rót chén ni rượu lên con ni mời là mời cha ơi cha ở nơi nào cha về lại lâm mi là ơi cha ơi.
cũng cùng bay. Cha ơi, rượu ba tuần lễ bạc ngày nay, các con các cháu kinh dâng hướng ba nén khoai bay trước an. Hồn cha đang vãng du cực lạc cõi hạc chân mây, nay cha đang vui thu với cỏ cây sông núi. Cha có nghe thấy tiếng mẹ và các con các cháu đang gọi thỉnh vong linh trình độ, cha đang ở nơi đâu, cha hãy trở về để cha nghiên hưởng nai lâm. Cha ơi, con dâu của cha, cha ơi, con đại diện cho các chị các em, nay con gấp thức ăn đi để con mời cha đây. Cha ơi, dương gian lúc này, nay trời cũng đã về chưa? Cha ơi, con là con dâu của cha, cùng nghề với các chị các em đi, con đại diện nè, hai tay con gắp thức ăn để mời cha về. Ba hồn bảy vía, cha đang phạm vất nơi đâu, cha trở về, cha nghiên ngược tuần cơm mà. Cha linh thiêng, cha hãy phù hộ độ trì cho toàn thể gia quyến nhất tâm bà bài. Cha ơi, tuần rượu đã qua, tuần cơm đã thoát, còn tuần trà lúc này đấy. Cha ơi, con là con gái của cha, cha ơi, con rót mời cha chén nước chè này. Cha ơi, trẻ xanh chén ngọc vơi đầy, con gái con đại diện nè cho các chị các em, hai tay con rót mời cha, cha đang ở nơi đâu, cha hãy trở về, cha nghiên ngưỡng nai lâm tuần rượu tuần cơm tuần trà. Cha ơi, cha có linh thiêng, cha hãy phù hộ độ trì cho toàn thể gia quyến đi nhất tâm mà bay. Kính thỉnh vong linh gương hồn cha Lê Duy Độ. Giờ này đấy các con các cháu anh em đội ngoài, kính mời cha trở về nghiên ngưỡng nai lâm tuần rượu tuần cơm tuần trà cùng với toàn thể anh em con cháu. Linh thiêng cha hãy phù hộ độ trì cho toàn thể gia quyến ở đời luôn luôn được mạnh khỏe bình an. Toàn gia lễ tất tất cả vái ba vái